Chị có say không? Một chút. Cậu thì sao? Có. Nhưng mà không phải là say rượu. Em đang say từ khác cơ. À, chị đưa chìa khóa xe đây. Sáng mai em đi lấy cho. Này, cảm ơn cậu nhé. Hôm nay chị chuẩn bị cả dép lê cơ. Em cứ tưởng cao gót là chân ái của chị chứ. Trên xe của tôi luôn có một đôi dép lê, nhưng không phải lúc nào tôi cũng dùng đến nó. Vậy tại sao hôm nay chị lại dùng? Thì muộn rồi, ai mà nhìn đâu. Em đang nhìn mà. Cậu á? Với cậu thì tôi lại càng chẳng phải màu mè hình ảnh để làm gì. Chị đang cậy là em thích chị, cho nên không cần giữ hình ảnh đúng không? Cậu hay thật đấy. Cứ một hai câu là cậu lại quay lại được chủ đề đó nhỉ. Em sinh nhật cùng chị nhé. Điền. Hẹn gặp chị ở Kyoto. Này, cậu đừng có vớ vẩn. Chắc lại nhờ người thân của mình giúp đỡ chứ gì. Tại sao phải nhờ ạ? Em sẽ xin nghỉ việc ở đây, rồi sang bên đó cùng chị. Bởi vì em là một công dân toàn cầu mà. Chiếc la bàn trên tay này, nó sẽ chỉ cho em biết là em cần phải đi đâu. Từ bây giờ chị đi đâu, em sẽ đi cùng chị. Chị sẽ không trốn được em đâu. Để tôi nói lại một lần nữa nhé. Tôi không thích. Chị cũng đừng vội vàng khẳng định điều gì. Sẽ có một ngày, chắc chắn là sẽ có một ngày chị thích em đấy. Thank you.